Thôi chào tất cả các bạn nha mọi người nhé. Đã đến với kênh Quý Nguyễn Quý Lóc mình nha các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại sông Mekong nha các bạn. Mình đang ở trên một nhánh sông của sông Mekong nè. Hiện tại là mình với đứa em mình này, với phía trước mình là có một người em nữa nè. Là hiện tại là đang ở trên cặp cái sông của sông Mekong nè, đang đi câu cá các bạn. Đây, có toàn cảnh những con sông mình đang quay cho mọi người xem nè. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái một đêm mình đi câu cá đêm các bạn. Tại nhánh sông Mekong ở đây, mọi người coi nếu mà có cá lớn mình lên mình lên cặn mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Đây. Là mình đi xuống ba người nha các bạn. Rồi, sau đây mình sẽ quay tất cả mọi cái hoạt động ở đây về đêm đây câu cá cho các bạn xem nha. Đây, đây mình đang là kéo cặn. Rồi, thì câu cá mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là toàn cảnh về đêm của tại trên nhánh sông Mekong nha các bạn. Đây, đây phía trước mũi xuồng cũng có một người nè. Phía sau đây là mình với đứa em đây. Hiện tại giờ vừa mới xuống cặn đây luôn. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm một đêm thú vị tại nhánh sông Mekong này cho mọi người xem về cảnh câu cá đêm nha các bạn. Nếu clip mình quay cho các bạn xem, nếu mà có cá mình sẽ đăng clip lên cho mọi người xem nha. Hy vọng hôm nay sẽ dính cá lớn nha các bạn. Đây các bạn, lên con cá đầu tiên này các bạn. Đây. Cái dù đếm không nè. Cá ba sa. Đây một con cá ba sa luôn các bạn ơi. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Đây, đi em mình mới câu dính nè. Đây. Giờ mình sẽ bắt đầu gỡ nó ra nha các bạn. Chắc phiếu luôn ha. Cá ba sa cái bụng bự nó tròn vo vậy. Đây, cái con đầu tiên lên nha các bạn. Đây cái này đang chuẩn bị mình vô mồi lại nữa. Wow. Mắt của đám mưa lạnh quá lạnh. Bữa nay đi trúng mừng đám mưa. Rồi giờ tiếp tục xuống cặn, khi mà dính mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp nha. Cá dù đen quá thì bự luôn các bạn. Đây các bạn, mới dính còn quá cho bạn luôn. Rồi. Mà đã. Con này có 2kg rồi. Nước vừa nhóm nhóm chảy các bạn ha. Nước chảy mạnh. Lần này lên được là con cá bự nha các bạn. Rồi tiếp theo khi nào lên cá bự mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nữa nha.
cái lưỡi sâu cho nên phải lấy kìm mình mới gỡ được nha. Đó, còn nữa. Đây dính con nữa các bạn. Mới vừa dính lên luôn. Kéo ba xa luôn. Cái xa cái vụ đếm hả? Ba xa. Cái ba xa. Đếm này sao đen hơn nhỏ xíu ha. Đếm nhỏ xíu à. Má cá bự quận mà dính còn nhỏ. Rồi chào mọi người nha. Hiện tại bây giờ là 6 giờ mấy sáng các bạn. Và tối giờ giấc khuya giờ là mình ở khu vực dưới sông này mình câu cá nha, dưới đây nè. Đây, xung quanh cảnh đây nè. Đây là từ khuya tới giờ luôn là mình đi câu với xuồng nè các bạn. Đây. Nói chung từ lúc tối tới giờ cũng được một bộn cái các bạn. Khi nào về mình sẽ tổng kết cái số lượng cho mọi người biết nha. Đã dính thì cá rồi các bạn. Chắc là sáng mình câu lưỡi nhỏ có nha các bạn. Lưỡi nhỏ lưỡi bự có luôn. Coi lưỡi nhỏ này câu dính cái gì nha. Đây hai con cá luôn các bạn ơi. Đây hai con cá. Hay hai con cá này, cái gì nấy nó có gì ta? Cá út. Ừ, hai con cá út. Hai lưỡi dính hai con luôn rồi. Thôi đây cần vào đây dính nữa nè các bạn. Đây, cần này dính nữa nè. Ờ cá út không à. YouTube đang YouTube. À. Cái con hải câu dính của nó giống một cái lằn quá ha, nó bự bự dữ ha. Rồi, hồi dính mình sẽ quay tiếp nha. Cái út mình câu nó dễ dính hơn là cái dù đếm các bạn. Cái dù đếm tại có nước nó ăn, có nước nó không ăn nha các bạn. Hồi tối giờ dính cái dù đếm mới có mấy con à. Còn cái út này để sáng thả mồi xuống là chỗ nào có là nó ăn liền à. Nó nhạy dính lắm. Đó, khi mà lên cá nó quay nữa nha. Câu nó liệt cần nữa nè bạn ơi. Biết cái gì lên đây nó đang liệt cần nữa nè. Rồi cút. Ấy con cá là dính ngộ nè. Đây. Đó. Con cá câu là mà nó dính cái lưng nè các bạn thấy không? Này giống như nó lội ngang dính nè. Đây. Ở đây lên con nữa nè. Đó. Đó con mập ghê. Nào lấy nó nướng rồi tiếp tục móc mồi câu tiếp thôi. Cái mồi này câu cá út là mình câu bằng con trùng biển nha các bạn. Đây này con trùng biển này cắt hơi rồi nè. Để lấy nét cho các bạn xem. Đấy. Con trùng biển nó rất là dài nha, mình cắt nhỏ khúc khúc thôi á. Đó, đây nè nguyên con trùng biển dài nè. Đó. Giờ tiếp tục thả dây câu tiếp thôi các bạn ơi. Đây. Cái này mình câu cặp theo sát hồng bè nha các bạn. Bên trong đây là hồng, cái hồng bè nuôi cá đuôi hồng nữa. Ừ. Câu này cặp miếng ngoài bè nè.
khu vực mình đang câu đó là rất nhiều què cá luôn, nằm trên nhánh sông Mekong nha bạn. Cái địa phận mình đang câu thuộc về tỉnh Đồng Tháp nha, sông Mekong nhưng mà địa phận thuộc tỉnh Đồng Tháp. Đây, mình sẽ quay một vòng mọi người xem đó, nguyên một dàn bè sông rất là dài luôn, vừa dính hai con luôn, nó dính cộng dây điện gì đây, hai con luôn các bạn ơi. Đây đây đây, sau lưng này em dính đây còn nữa nè. Đây hơi con này dàn khè ha. Ôi con út mà dàn khè đẹp trời, ôi ôi nó dàn khè đã. Đây ơi, còn đây em khanh em dính đây hai con nữa nè, đó đang gỡ luôn bạn ơi. Cần này là hai lưỡi dính hai con lượt, mình công cần mấy lưỡi rồi dính hết mấy con á. Khúc của con, cái út của con trắng, của con ở nhà khè ha. Đã thiệt. Ê, tiếp tục móc mồi chuẩn bị câu tiếp nha. Nữa này các bạn ơi. Đây, lên cái út nữa nè. Mấy đầu mà nhìn vô giống nó giống giống như là cá lăng nha các bạn. Nhìn hình dáng nó giống như như con cá lăng luôn nè. Đó. Đây cái này mình câu lưỡi nhỏ các bạn, đây các bạn thấy không? Lưỡi nhỏ là dính cái cút không nha các bạn. Không có câu lưỡi lớn nha. Lưỡi lớn khó dính đó. Rồi các bạn thấy trong bè cá không? Cá điêu hồng quá trời nhiều luôn. Đa số cút là nó đeo theo bè cá điêu hồng không ạ? Cá kể cả cái dù đếm luôn rồi mình câu vậy nữa. Là đeo theo dưới già bè không ạ? Rồi tiếp tục là thả dây câu tiếp. Đây hai con nữa rồi các bạn ơi. Hai con này đem gu luôn, kéo cần lên mới dính nữa nè. Dính cả đôi không các bạn. Cái này câu này ham, hai lưỡi rồi dính hai con không à. Đây mình sẽ quay phía sau để em câu dính nữa nè. Đây này, em đang kéo lên nữa nè. Rồi, thấy rồi. Vô coi. Này, chuẩn bị móc mồi thảy xuống câu nữa nè. Cút này câu rất là ham các bạn. Cút này mà có mồi mình câu như nào hết mồi thôi nha. Còn mồi là còn dính, còn mồi là còn dính như nào mà hết mồi thôi à. Cá này kho tiêu ăn đúng bài luôn rồi. Béo lắm. Kho tiêu ha, nó kẹo kẹo nữa ha. Béo. Kho mà kiểu như giống như kho cháy vậy đó. Ừ. Thơm mà nó béo, cái bụng thấy cái bụng nào thấy cái bụng nó u nóc rồi, thấy là nó béo rồi. Đây, cần này có dính rồi nè các bạn. Để coi cần này lên, cần này còn này. Giờ đang thả cần này xuống chuẩn bị kéo cần kia lên nữa. Có con nó ăn nó gịch nha các bạn, có con nó ăn nó không gịch cần luôn, khi mà kéo lên mới biết nó dính nha. Đây, đang kéo cần này lên. Đây hai con nữa các bạn ơi. Thấy ham không? Nhìn mê thiệt. Tuy rằng con cút mà nó không có bự nha các bạn. Nhưng mà là nó dính liên miên luôn. Cút này con chỉ bằng hai ngón tay thôi, con bự nhất là khoảng ba ngón tay các bạn. Đó. Còn mồi, mình còn mồi là câu còn dính chỉ khi hết mồi thôi nha các bạn. Nghe hàm lắm. Đây cần này cũng đang có dính cá nè các bạn. Đó dính con à. Ồ con này bự ha. Nó nướng mà nó đã.
cần này một con, cần này cũng có một con dính nữa các bạn, đang nhịp nên cần nữa nè. Giờ hiện tại đi gỡ con này trước đi. Giờ tiếp tục thả cần này xuống nha. Đó, vừa thả cần này xuống đâu chụp cần tiếp theo lên nữa nè. Cần này cũng có con dính nữa nè bạn. Đây coi nó có lên hai con giống như nãy không nha. Ơi, hai con nữa các bạn ơi. Một con vàng, một con trắng nè các bạn. Đã không? Ôi, con vàng nó bự. Mới đầu nó dính một con thôi. Họ dính hai con cái em gu ha. Dính con dẹp lía lia cho em. Dính hai con cái em gu không trời. Ngộ nó bự là nó vàng ha. Đó. Thấy cái gồng đoạn mà mình câu cút hay gắt hàm không? À, mà đây cũng có hai cần vừa mới thả nữa nè. Đây cần này mới dính cá nè các bạn ơi. Đây lên nữa, mình câu cá mồi trùng biển này dính cút không nha coi. Đó, con này nó nửng, con này cái bụng nó không mập ha mà cái đầu nó bự ha. Dưới quăng đối mồi, con cá này đang đối mồi. Đó. Quá đã, quá đã. Lên cần nữa các bạn ơi. Cần này có dính rồi nè. Rồi hai con nữa nè. U hai con này hai con bự dằn khè luôn, quá trời đã luôn. Hai con dằn cháy luôn. Đã. Quá đã. Hai con bự chảng luôn. Hết biết ngon. Vừa ông Khanh là ông vừa đang cắt mồi chuẩn bị móc vô nữa, là thấy là cần câu liệt dính nữa rồi. Đang móc mồi, đang cắt mồi chuẩn bị nè, là cần liệt nữa rồi. Có con là mình câu mồi nó còn nguyên hiện nha các bạn, tại vì khi mà nó vừa mới lên lại nó ăn là nó sóc lử rồi dính rồi, cho nên có cần hay là cá dính mà còn nguyên mồi nha. Cái này là mình quay trải nghiệm thật bên ngoài luôn các bạn, chứ không phải như mình câu giả tạo là mình móc mình câu quay mình giới thiệu cho mọi người xem dính vậy đó, như là dính sự thật nha các bạn. Cái này là dính thật sự luôn đó. Mình sẽ quay toàn cảnh khi mà dính cá cho các bạn xem, mà lúc móc mồi và câu đó cho mọi người, chia sẻ cho mọi người biết đó, cảnh trải nghiệm đi câu cá xong như thế nào. Chuẩn bị mình làm lử câu cút nữa gì hả?
Đó, khi mình đi câu là đầy đủ đồ nghề hết trơn vậy nè, đủ loại đồ nghề hết trơn luôn. Tay dài cắt luôn. Đó. Đang khi mình muốn câu cá nào mình có lữ để mình câu cái đó, mình có đầy đủ cái bộ lữ, từ bộ lữ nhỏ đến lữ lớn luôn. Lữ lớn là để mình câu cái dầu đém các bạn, còn lữ nhỏ này là mình để câu cá út nha. Đây, hình như căn này dính cá là đang lâu lên nữa. Là dính cá rồi, vừa dính cá vừa dính cục dây điện luôn. Lên cút nữa các bạn. Lâu cộng dây điện luôn. Cộng dây điện nó lâu lên lần thứ hai đó. Lần thứ ba lâu lên là lấy cộng dây điện nó luôn á. Cá út là mà khi mà mình dính lữ rồi mình bắt nó phải lấy kìm mình ghim vậy. Sao không? Tại vì ha, nó có ba ngành lắm, nó có hai ngành hông với ngành trên lưng nữa, nó đầm nhất lắm, cho nên nó khi mà mình gỡ nó phải gỡ kỹ mới được nha. Bữa đi chợ cái bà đó bữa cũng ghé mấy thằng ghe xiệt mua rồi nè, mới thảy mấy con cá lăng lên á, mới lại lựa mới đi mới đạp xong mà nó đâm lộn, mới lủng luôn chiếc dép của bà, đâm chỗ lên cái bàn giò bà luôn, hánh thằng máu nó ra đỏ hết trơn. Bà đứng đó mà bà không biết làm gì trơn á, con cá mà còn dính ở trong á, đi dép chỉ dính trong cái giò bà đứng đó không à, máu là nó chảy nhóc trơn. Cái hai thằng xiệt nó mới lên hay là nó gỡ con cá ra, nó ngắt cái khúc đuôi nó đắp vô chỗ nó đâm cho bà đã gần cầu cái tàu, bà mập cũng nóc à. Đây càng này dính nữa nè các bạn ơi. Rồi lần này dính cộng dây điện chưa. Lần thứ ba dính cộng dây điện nữa. Đâu mà cộng dây điện nằm dưới đấy hoài trời. Yeah. Trời nằm vậy ngầm dưới nước không ha. Đây cái cần câu ở cần vàng là hiện tại đang dính cá nè các bạn. Ý, hai con không, hai con quá đã, nó nữ. Ôi con cá vàng bự nữa, lúc nào con cá bự cũng là con cá vàng. Nhưng ta thì nó như là nó già. Nó già con cá ha, à vàng cháy. Nó nữ. Bữa đó đi chợ mua mình mà bắt nó con chua cũng ngon lắm trời, nó con chua ăn cũng đã trời đất luôn. Hai lữ là dính hai con. Đây, tại đây em đang tóm lữ câu cút nè, lữ nhỏ nè, tóm hai lữ đôi nè, đó hai lữ đôi đang câu cút. Rồi khi mà lên cá mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Mình về địa điểm nha các bạn. Cái khu vực cái này mình từ giờ mình câu nó dính nó hơi ít rồi. Giờ mình sẽ về cái địa điểm qua mép bên đây nè. Về qua bên cái luồng bè bên đây nè, mình qua bên đây. Rồi mình sẽ tiếp tục mình thả mình câu tiếp nha. Sẽ đổi địa điểm mới câu nè, mới về qua cái địa điểm mới nè. Xíu đây là tôi mới câu được. Cùng đi cộng với bè. Bây giờ mình về qua điểm mới, bắt đầu mình xuống cặn tiếp nha.
từ giờ giấc này mình câu cút không nha các bạn, không giấc này chưa có thả cần mình câu cái vụ đếm nha, cái vụ đếm hồi tối giờ mình câu rồi, thì giờ giấc ngày giờ này cũng 8 mấy 9 giờ sáng rồi, giờ mình câu cút nha. Đó, mới xuống được 2 cần nè, ở đầu xuồng 1 cần và cuối lái hiện tại đem xuống 2 cần nữa. Đó. Khi mà dính cá mình tiếp tục mình quay cho mọi người xem tiếp. Đây hiện tại nhìn trên xuồng là mình xuống được 6 cần nha. Ở sau lái là mình xuống 3 cần nè. Phía trước mũi mình cũng xuống 3 cần luôn. Ở giữa xuồng 1 cần nè, ở trước mũi 2 cần nữa là 3 cần nè. Rồi, tổng cộng là mình xuống 6 cần nha. Rồi kiểu cá mình sẽ bắt đầu sẽ quay cho mọi người xem tiếp. Đây, cái cần vàng có dính cá này các bạn. Thì mình vừa mới xuống cần mà đã dính cá liền rồi nè. Rồi 2 con luôn, vừa mới đổi điểm dính 2 con liền các bạn. Quá đã, quá đã. 2 con út nữa. Đây cái cần đỏ ở dưới xuồng nữa bạn, cái cần ở dưới xuồng là nó mới dính cá nữa nè, nó đang nhịp cần nè, xa các bạn không thấy rõ được lúc mà cá nó dính nhịp cái cần câu đâu, khi mà mình kéo lên thì mình sẽ quay cho bạn xem. Đó rồi thấy nó nhịp luôn, nó kịch kịch tao cần trước đó. Đầu sẽ kéo tiếp nha. Đây dính 1 con rồi, toàn là cấu không mà quá trời đá ngàn khe. Đây rồi, cái cần xanh ngoài cùng nó đang dính cá nữa nè, tại đây mình nó đang móc mồi cho nên móc mồi xong sẽ bắt đầu kéo cần nữa nha. À, cần xanh nó đang nhịp thôi. Đây cái cần đỏ dính nữa rồi nè. Đây, cần đỏ mà nãy mới dính vừa 1 con này vừa mới thả xuống cái nhịp nữa đây các bạn. Cần xanh này đang dính cá nè. Coi được mấy con này. Rồi 1 con nữa các bạn. Đó. Cá này câu dễ ăn hay dễ dính á. Mà thấy ham đi. Cần đỏ này nó nhịp nè. Đi hồi cho nó dính 2 con nữa. Thấy xúc cái dây vậy.
Đây hai cặn của chuồng, có một cặn dính rồi các bạn, nó dính một con nữa nè. Đi điểm mới là câu im ạ. Lên cá liên tục vậy là ngon à. Đây cần là dính nữa mọi người. Ôi hai con nữa nè. Quá đã. Hai con một lượt luôn các bạn ơi, quá đã. Hai con cốt, một con vàng, một con trắng. Dính nữa rồi, gửi cá không kịp luôn rồi, lại dính, cần lại dính nữa rồi nè. Đó là thèm. Ê, chào mọi người nha. Giờ này mình cũng mới vừa về tới nhà đó các bạn. Đây bây giờ mình sẽ xuống dưới ghe, mình bắt mấy con cá dưới ghe lên cho mọi người xem nha, có thành quả buổi tối và sáng hôm nay là mình thu hoạch được bao nhiêu nha các bạn. Rồi mời các bạn theo dõi tiếp nha. Đây bây giờ mình sẽ bắt mấy con cá này lên. Đây chết nhát rồi, còn cái dầu đếm chết rồi, không đếm nhỏ. Ủng của tôi rồi, cũng bồn cấu ha. Hôm nay thu hoạch được con mớ rồi các bạn ơi. Được con cá dầu đếm cũng được rồi, chứ nói chung là không khủng, hàng khủng này không có hàng khủng rồi. Hàng khủng này câu không có rồi. Đây. Được con em này là bự nhất nè. Đó. Cho 3 kg vậy. Đấy. Tôi câu con cá kia tính nhỏ không biết chị cân nhiêu không, 3 kg một xíu à, đặt đi chung một á, ăn cá cho xíu à, chị cân 3 kg. Tôi không có yêu cá bà xa không đấy. Được 3 con cá dầu đếm với con cá bà xa nha các bạn. 4 nè, 4 cá rồi đó. Em lên 3 con rồi. 3 còn 4 con, 4 con cá dầu đếm. Cá dầu đếm cũng 2 con rồi bá. Mấy con cá út nó kêu ồ nữa các bạn. Thấy gì chưa? Đó,
quá trời hút hút. Không nữa mày. Kêu ồ ồ ồ ồ. Rồi bạn, đấy là toàn bộ quá trình mà một màu đêm mà trải nghiệm mình đi câu cá trên sông Mekong nha các bạn. Và mình cũng xin kết thúc video đây luôn. Nếu mọi người thấy yêu thích video mình và hãy chia sẻ và hãy cho mình một like nếu hoặc đăng ký kênh để ủng hộ những video tiếp theo nhé các bạn. Và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn.